Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Các hợp tác xã chăn nuôi đối mặt với khó khăn kép do những tác động của dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng như dịch Covid-19. Quý vị khán giả, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, hôm qua, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 đã tiến hành bế mạc. Sáng nay, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn về nhiều vấn đề. Mỗi vấn đề đều có đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đối tượng được chất vấn trong các lĩnh vực, phạm vi mình phụ trách. Phiên chất vấn ghi nhận 28 lượt ý kiến với 37 câu hỏi của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân băn khoăn và chưa sẵn sàng tiêm vaccine, nhất là một bộ phận vùng đồng bào, bà con, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, và nhất là việc tiêm cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Vậy, trong thời gian tới, với vai trò trách nhiệm của mình là người đứng đầu ngành y tế, đồng chí sẽ có những cái giải pháp gì để tham mưu cho tỉnh có giải pháp cải thiện tình trạng này? Để mà làm tốt cái công tác mà tiêm đầy đủ cho các cái nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên, cũng như là nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi, và tới đây là từ 13 đến 11 tuổi, thì chúng ta cần phải tập trung những công tác tuyên truyền. Tuyên truyền ở đây thứ nhất là với các cái học sinh trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tập trung tuyên truyền cho cả các bậc phụ huynh, người giám hộ cũng như giáo viên để biết cái quyền lợi ích và những phát tác dụng phụ có thể phản ứng nhẹ sau tiêm và những cái sự cố bất lợi, và lập danh sách cái trẻ này thì chúng ta đã triển khai trong tháng 10, và đến nay thì toàn bộ cái danh sách của trẻ từ 12 đến 17 tuổi là chúng ta đã thống kê được là 27.006 trẻ em. Phải lắp đặt trạm cân ở vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác. Tuy nhiên hiện nay thì trên địa bàn tỉnh còn một số mỏ khai thác thì chưa thực hiện cái việc này, thì xin đồng chí cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong cái thời gian tới. Đối với các mỏ khoáng sản hiện nay cũng có những cái bất cập nhất định, tức là cái việc mà lắp đặt chặn cân đối với các mỏ có đá thì chúng ta đang tính là đá và theo tính theo khối, và trong khi đó là cái này chúng ta phải tính theo là cân. Là cái khó khăn thứ nhất là cái việc là bố trí được các cái vị trí để lắp đặt đối với các mỏ này cũng rất khó khăn, quỹ đất cũng không rộng. Đấy, thứ hai là các cái vị trí mà cần phải thoát ra khỏi mỏ, do vậy cũng rất khó khăn. Đấy, và thứ ba nữa là cái việc mà đối với các mỏ vàng gốc về này, đối với chúng ta là giữa cái việc mà mình lắp đặt chặn cân đưa ra khỏi mỏ, thì đối với khoáng sản họ không đưa ra khỏi mỏ, không phải khu vực mỏ, đấy mà là khai thác và chế biến luôn tại khu vực đó. Do vậy giữa các cái việc mà có cả đất đá thải cũng phải chuyển trở, và có cả cái phần quặng nữa, do vậy mà họ chế biến ngay tại cơ sở. Do vậy cái việc đã đặt đối với hai cái mỏ vàng gốc này là không thực hiện, mà chúng ta thực hiện cái việc là khoán cái tiền tiêu quyền. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh cho biết giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp cán bộ công chức cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để nhằm ổn định tổ chức, tạo tâm lý yên tâm công tác cũng như là nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương cơ sở. Ủy ban cũng ý thức được việc này và cũng đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương để xử lý với nhiều giải pháp đồng bộ, như tạm dừng tuyển dụng mới đối với công chức xã trừ những vị trí bắt buộc. Thứ hai là giới thiệu công chức xã để tham gia vào vị trí là đứng đầu của tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã, hoặc là giới thiệu cán bộ cấp xã để tham gia vào vị trí đứng đầu phó của các tổ chức chính trị xã hội của huyện. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 tiến hành bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Phương Thị Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh,
kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 27 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, là căn cứ để các cấp, các ngành, tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã đề ra. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng tỉnh được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Cạn, để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân sớm được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hội đồng tỉnh đề nghị, thứ nhất, trong thời gian còn lại của năm 2021, các cấp, các ngành tập trung đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Thứ hai, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, có lộ trình, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngay từ những tháng, những ngày đầu năm 2022 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022. Thứ ba, đề nghị Ủy ban tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã thông qua tại kỳ họp. Thứ tư, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm tái lập tỉnh Bắc Cạn, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Thứ năm, chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Năm nay, bình quân lương thực đầu người huyện Nari đạt trên 810 kg một người một năm, vượt kế hoạch đã đề ra. Trong năm, huyện Nari trồng trên 7.100 ha cây lương thực có hạt gồm lúa và ngô, sản lượng đạt trên 34.400 tấn. Huyện duy trì thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 194 ha đất trồng lúa, chuyển sang trồng các loại giống lúa, ngô và cây công nghiệp ngắn ngày có năng suất, chất lượng hơn. Đồng thời, vận động các địa phương thực hiện được 160 ha lúa áp dụng phương pháp cấy SRI, thực hiện cải tạo 60 ha đất trồng lúa kém năng suất. Qua đó đã nâng cao năng suất, chất lượng các cây lương thực, từ đó tăng sản lượng cây trồng năm nay, góp phần vào việc tăng bình quân lương thực đầu người của huyện. Những ngày này, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, người chăn nuôi ở huyện Chợ Đồn đang tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Trong những ngày này, các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện đã thực hiện che chắn chuồng trại, không để trâu, bò qua đêm ở ngoài đồng. Người dân cũng đã chủ động thực hiện thu gom rơm rạ, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc. Nhiều nông hộ đã chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố, không để nền chuồng lầy lội. Những ngày qua, cán bộ thú y các xã vùng cao như Xuân Lạc, Bằng Phúc, Tân Lập, Đồng Lạc tăng cường đến cơ sở, khuyên cáo người chăn nuôi chú trọng nguồn thức ăn tinh, pha thêm nước muối loãng để tăng sức đề kháng cho gia súc. Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện Chợ Đồn là hơn 10.500 con. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có nhiều hợp tác xã trong lĩnh vực chăn nuôi hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do giá thức ăn tăng cao, giá thịt hơi giảm, trong khi thị trường tiêu thụ lại không ổn định, nên các hợp tác xã chăn nuôi gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những tác động kép từ bên ngoài. Để giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về những khó khăn kép mà các hộ chăn nuôi đang gặp phải và giải pháp nào để giúp các hộ chăn nuôi vượt qua khó khăn, thách thức. Sau đây là phản ánh của các phóng viên thời sự về vấn đề này. Thời gian gần đây, giá các loại thức ăn chăn nuôi đang tăng mạnh so với trước, tăng từ 3 đến 5 lần, có loại tăng từ 6 đến 7 lần, đã khiến nhiều hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh gặp nhiều bất lợi. Thậm chí một số hợp tác xã có thế mạnh về chăn nuôi cũng phải tìm nguồn thức ăn thay thế thức ăn công nghiệp để giảm chi phí trong sản xuất. Giá thức ăn cao thì ảnh hưởng lớn đấy. Cái lãi suất nếu mà mình chăn không tốt, không giữ được đầu con thì sẽ không có lãi. Nên là ở chỗ hợp tác xã mình thì chăn ngô nhiều.
giờ chăn nuôi nên cảm rằng là mình xây sát để cho mình ủ men cho nó ăn thôi, thì nó sẽ giảm được chi phí thức ăn. Bên cạnh giá thức ăn tăng, giá thịt hơi giảm do ảnh hưởng của dịch tả châu Phi cũng khiến các hợp tác xã chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như hợp tác xã Trần Phú, dù mọi năm thịt lợn đen bản địa của đơn vị này tiêu thụ rất tốt, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ sản phẩm này đã chậm lại, giá bán ra cũng thấp hơn so với cùng kỳ từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là nguồn thức ăn ngày càng tăng cao và giá cả cũng thấp do bởi dịch Covid-19. Và hiện nay hợp tác xã chúng tôi đang tổ chức chăn nuôi lợn đen bản địa, thì do tình hình dịch tả châu Phi bùng phát trở lại, chính vì vậy là người dân liên kết cũng như là các thành viên trong hợp tác xã cũng đã không tái đàn. Chính vì vậy là hiện nay là nguồn lợn con cũng như là lợn thịt chúng tôi đều rất là khan hiếm. Qua khảo sát giá cả thị trường, trong 11 tháng qua, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng 5 đến 6 đợt, với mức tăng bình quân từ 30 đến 35%. Trong khi đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi cũng khiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bị chậm lại, giá bán đồng loạt giảm trong nhiều tháng qua. Đặc biệt từ tháng 7 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm. Đầu năm 2021, giá lợn dao động trong khoảng từ 80 đến 85.000 đồng một kg, nay xuống trung bình từ 40 đến 45.000 đồng một kg. Do phải gánh chịu khó khăn kép, khi giá thành phẩm không tăng nhưng giá thức ăn lại tăng nóng liên tục, nên nhiều hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi không còn vốn để duy trì hoạt động sản xuất, đầu tư tái đàn. Hiện một số đơn vị đã bỏ trống chuồng trại, số khác chuyển hướng sang kinh doanh ngành nghề khác. Thưa quý vị, hiện nay giá cả thức ăn chăn nuôi đang tăng cao cùng với vấn đề đầu ra gặp khó khăn. Vì vậy mà các hợp tác xã mong muốn là có thêm những cái chính sách hỗ trợ để các hợp tác xã vượt qua được những khó khăn. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn đang phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021. Tham gia tập huấn có 50 học viên là các cán bộ quản lý, thành viên của 39 hợp tác xã trong toàn tỉnh. Tại đây, các học viên đã được giới thiệu tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý, điều hành hoạt động hợp tác xã, phổ biến một số kiến thức về quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nhân lực, quản lý tài chính, quản lý sử dụng vốn, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản của hợp tác xã. Ngoài ra, những nội dung về quản lý doanh thu, chi phí, phân phối, thu nhập, quản lý hồ sơ, chứng từ, kiểm tra tài chính kế toán, chế độ thông tin, báo cáo cũng được cập nhật trong các buổi tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ, thành viên hợp tác xã có thêm kiến thức để trau dồi, nâng cao khả năng quản lý, điều hành kinh tế tập thể, qua đó góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đi đúng hướng và phát triển bền vững. Hôm qua, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Cạn đã có buổi kiểm tra việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 tại huyện Bắc Nạm. Hiện nay, tổng số bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn huyện Bắc Nạm là 37 người, trong đó bệnh nhân dưới 16 tuổi có 4, số bệnh nhân đang được điều trị ARV là 33 người. Trong tháng hành động, địa phương đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên hệ thống truyền thanh của huyện với 15 lượt, treo 21 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp được 40 buổi, thu hút trên 1.400 lượt người tham dự. Tại buổi làm việc, huyện Bắc Nạm đề nghị với ban chỉ đạo tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là về phòng chống HIV/AIDS, cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động truyền thông, thường xuyên giám sát, hỗ trợ chuyên môn trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương. Huyện Chợ Đồn vừa có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, nâng tổng số di tích cấp tỉnh của toàn huyện lên 13 di tích. 2 di tích mới được xếp hạng cấp tỉnh gồm di tích lịch sử Phe Khao, địa điểm nhà nghiên cứu kỹ thuật quân giới đóng và làm việc từ tháng 6 năm 1947 đến tháng 6 năm 1948 tại thôn Phe Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, và di tích lịch sử Tre Ngù, địa điểm cơ quan báo cứu quốc đóng và làm việc từ cuối năm 1946 đến năm 1947 tại thôn Tre Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn. Các di tích này sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân hai xã Bản Thi, Yên Thượng tiếp tục nâng cấp và thực hiện quản lý trong thời gian tới. Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn tiếp tục diễn ra các trận đấu bóng chuyển hơi trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn lần thứ tư năm 2021. Bóng chuyển hơi là bộ môn có nhiều đội tham gia thi đấu nhất trong số các môn thi với 13 đội nam và 20 đội nữ.
hơn 370 vận động viên thi đấu. Trong ngày hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng bảng. Nhìn chung các đội năm nay khá đồng đều với chất lượng do công tác tuyển chọn vận động viên qua Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở được thực hiện tốt. Song song với việc điều hành, tổ chức tốt các trận đấu, ban tổ chức đại hội duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Vận động viên và khán giả ra vào nhà thi đấu đều được quét mã QR code và kiểm tra y tế kỹ càng. Ngày mai, mùng 9 tháng 12 sẽ diễn ra các trận bán kết, chung kết và trao giải một số nội dung của bộ môn bóng chuyền hơi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TPK.